Mời quý khán thính giả thưởng thức truyện ngắn Ba tôi không ăn quỵt, tác giả Kiểu Hữu Điền, trích tập truyện ngắn Trung Quốc Lắng nghe bằng tình yêu, biên tập và diễn đọc Mai Điền. Được một người bạn giới thiệu, mùa xuân năm đó tôi ra tỉnh thành làm việc ở một công ty dịch vụ bán máy tính. Ngày ấy, nhà quê chưa lắp điện thoại, thường ngày liên hệ với ba mẹ đành phải gửi thư. Trước Tết Trung Thu, tôi viết thư về báo tin cho ba mẹ sẽ về quê ăn Tết. Nhưng cuối cùng, công ty đã bố trí tôi cùng với mấy anh em làm thêm giờ, nên kế hoạch về thăm nhà không thực hiện được. Gần 6 tháng không về quê, mẹ tôi đâm lo lo, cứ hối ba tôi lên tỉnh thăm con. Sốt ruột trước những lời càu nhàu của mẹ tôi, ba tôi viết thư báo tin, sắp sửa thân chinh ra tỉnh thành một chuyến. Lâu lắm không gặp ba, tôi cũng mong vô cùng. Ngoài ra, có thể nhân dịp này, dẫn ba đi thăm một số phong cảnh đẹp ở thành phố. Thế là tôi viết thư nói rõ địa chỉ và số điện thoại của công ty cho ba, dặn ba sau khi xuống tàu, gọi điện để tôi ra ga đón. Đây là lần đầu tiên ba tôi ra khỏi nhà đi xa. Vừa xuống khỏi tàu hỏa, ông đã bị lạc hướng, đi vào một quán nhỏ gần nhà ga. Ba chuẩn bị gọi điện cho tôi, khi ngồi xuống mở túi sách mới phát hiện không biết chiếc túi sách của mình đã bị kẻ khác đánh tráo từ bao giờ trên tàu. Trong túi sách, ngoài mấy cuộn giấy lộn là một bao ni lông đựng cát. Bỗng chốc, ba tôi sững sờ, bởi vì trong túi sách, ngoài 500 đồng tiền tàu xe và quần áo, còn có một quyển sổ ghi địa chỉ và điện thoại của công ty tôi đang làm việc. Sau một hồi đấm ngực dậm chân, ba tôi đi men theo một phố lớn về phía trước. Vừa đi, ba tôi vừa hỏi thăm những người bên cạnh. Mấy anh chị có biết thằng Kiểu Hữu Điền? Nó là con tôi. Nó làm việc trong một cái xưởng máy vi tính gì đó. Những người được hỏi, ai cũng ngạc nhiên lắc đầu. Thành phố rộng mênh mông thế này, chẳng làm gì có một người tìm con như ba tôi. Trời tối dần, ba tôi đi xem chừng đã mỏi chân, môi cũng nứt nẻ. Ông lượm được hai chai nước suối uống còn thừa chút ít, quăng trong thùng rác, rồi tu ừng ực cho hết sạch. Ba đã đói bụng, đi bước nào đều nghe thấy cái bụng đang đói cồn cào, kêu ùng ục. Từ trong các quán ăn bên đường, mùi thơm thức ăn bay ra xộc thẳng vào lỗ mũi ba. Toàn thân ba hình như đang bò lõm ngõm những con bọ thèm khát, cộng thêm cái đói lả. Cặp môi ba đã khô cứng nứt nẻ, nuốt vào mấy ngụm nước bọt, sau đó lại thít chặt thêm dải rút quần. Ba hậm hực mắng một câu, thằng ranh con, chết ba rồi con ơi. Về sau, ba đã kiệt sức, ông ngồi bơ vơ dưới một tấm biển giao thông, nghĩ cách. Lúc này có một người đàn ông đứng tuổi đi đến, mời ông hút một điếu thuốc, hai người liền nói chuyện với nhau. Người đàn ông đứng tuổi nói là người đồng hương với ba, cũng mới ra thành phố làm thuê năm ngoái. Ông ta sốt sắng dẫn ba vào nhà hàng bên đường ăn cơm và nhận lời sẽ giúp ba đi tìm con. Ba cảm ơn rối rít. Họ gọi 6 món ăn, 2 dĩa bánh bao chiên, lại thêm mấy chai bia. Ba tôi ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn no nê và uống vài chai bia, người đàn ông đứng tuổi vừa nấc cục, vừa xỉa răng, sau đó đứng dậy đi thanh toán. Ba tôi len lén bỏ vào trong túi áo mấy cái bánh bao còn thừa trong dĩa, ngồi đợi đồng hương quay lại, nhưng suốt một tiếng đồng hồ cũng không thấy tăm hơi người cùng quê. Ba tôi lau miệng đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng vừa đi được mấy bước, ba liền bị hai nhân viên phục vụ ngăn lại. Hai ông vừa ăn hết 180 đồng, vừa rồi người bạn của ông còn lấy ở quầy 2 bao thuốc lá, tổng cộng là 256 đồng. Ba tôi ngớ người ra, vội vàng giải thích. Tôi vừa quen ổng ở trên phố, ổng mời tôi vào nhà hàng ăn cơm.
chắc chắn hai anh đã lầm. Chủ nhà hàng điên tiết, nổi giận đùng đùng quát mắng. Lão dạng quịch, nhìn cái mặt là biết ngay chẳng phải là cái đồ tử tế rồi. Ba tôi bỗng dở lẽ, vừa rồi đã bị tên đàn ông kia lừa đảo, bị một loạt rủi ro làm cho mê muội đầu óc. Cuối cùng, ông đành phải cầu khẩn. Hiện giờ trong người tôi không có một xu dính túi nữa. Nếu các anh tin tôi, chờ khi tôi tìm được con trai của tôi sẽ trả tiền. Ông chủ truy hỏi phương thức liên hệ với tôi, nhưng ba tôi không hề có ấn tượng đối với địa chỉ và điện thoại của tôi. Nếu nhớ được, ông đâu đến nỗi sa vào cảnh tượng khốn khổ như thế này. Thế là ông chủ sai người lôi ba tôi đi, trói giật cánh tay vào một cây cột điện bên đường. Có một vài người qua lại thấy vậy liền gọi điện thoại cho số máy 110, đồng thời còn có hai nhà báo đến. Họ hỏi chủ nhà hàng tại sao lại làm như vậy. Vẫn chưa nguôi giận, ông chủ nói, cái thằng cha này đến ăn không trả tiền, ăn quỵt thì phải bị trừng phạt. Nhà báo giơ máy ảnh lên chụp, ba tôi vội vàng lắc đầu nói, đừng, các anh hãy chụp từ phía sau lưng tôi. Chiều hôm sau, giữa lúc tôi đang lo lắng ba mình bị mất tích, ruột gan rối bời, tôi mở tờ báo trong ngày ra xem. Đột nhiên, trông thấy tấm hình, tôi cảm thấy cái lưng rất giống ba. Nhưng lạ thiệt, bài báo chỉ viết ông già đi tìm con trai, lại không đăng tên con. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi tức tốc tìm đến đồn công an, quả nhiên đã gặp ba. Trông thấy tôi, ba cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai. Ông xấu hổ nói, sao con biết người trong hình là ba? Tôi rơm rớm nước mắt nói, theo lá thư ba gửi cho con lần trước, con biết thời gian ba ở nhà ra đi, lẽ ra phải đến đây hai hôm trước. Do đó con cứ lo lắng có chuyện gì xảy ra với ba ở dọc đường. Hôm nay nhìn thấy tấm ảnh này trên báo, trông thấy bóng đằng sau lờ mờ, con có cảm giác người đó là ba. Tại sao ba không để nhà báo đăng tên con? Như thế có phải dễ tìm ra con không? Ba tôi nghiêm mặt nói, ba không muốn để người ta biết con có một người cha đi ăn quỵt. Nước mắt tôi bỗng trào ra, lại dở tờ báo kia ra xem một lần nữa. Lúc này tôi chỉ muốn hỏi lớn lão chủ lạnh lùng tàn khốc kia, tại sao ông không nhìn đôi tay này? Mỗi đầu ngón tay đều chai sạn và thô ráp như một que củi.